Thưa quý vị, trong 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, Quyện Tân Hưng đã thực hiện tiêm trả mũi vaccine phòng bệnh bại liệt IPV cho trên 1.300 trẻ trong toàn quyện ở các điểm uống được bố trí tại các trường mẫu giáo và các trạm y tế xã thị trấn. Đối tượng tiêm mù đợt này là trẻ sinh từ ngày 1 tháng 3 2016 đến ngày 28 tháng 2 2018 chưa được tiêm vaccine IPV trong tiêm chủng thường xuyên, trừ trường hợp đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phối hợp có thành phần bại liệt của cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Công tác tiêm vaccine IPV này nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng do virus tiếp 2, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ thành quả, thanh toán bệnh bại liệt, với mục tiêu cụ thể là đạt tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 90% đối tượng được tiêm bổ sung một mũi IPV trên quy mô toàn quyện. Các điểm tiêm được tổ chức theo đúng quy định vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.